Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, chuyên nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngoài xe GLC các bạn thì chiếc xe C-Class đây là cái chiếc xe bán rất là chạy gia đình Mercedes-Benz ha. Thì bên cạnh Duy ngày hôm nay sẽ có là chiếc xe C300 AMG với mức giá là 2.099.000.000. Bên cạnh đó là C200 Avantgarde LED với mức giá là 1.849.000.000. Thì hai cái chiếc xe này đang chênh lệch nhau khoảng là 250.000.000 ha. Thì với video clip này ngày hôm nay Duy sẽ cố gắng cho các bạn xem thật kỹ hai cái chiếc xe này để xem coi các anh chị chọn cái chiếc xe nào ha, phù hợp với mình hơn. Sẵn sàng chúng ta sẽ bỏ thêm 250.000.000 nữa để lấy chiếc xe C300 AMG hay tiết kiệm 250.000.000 để lấy chiếc xe C200 Avantgarde LED. Ok, mời các bạn. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là C200 Avantgarde LED được thiết kế cái phần đầu xe rất là thể thao. Nhưng các bạn thấy thể thao ở đây nó sẽ rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? À? Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy là C300 AMG cho được trang bị cái bộ body kit AMG, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu xe của C300 AMG có gì đó nó rất là cá tính ha, rất là cá tính và rất là thời trang đúng không các bạn? Đó, ngoài những cái thiết kế thì các bạn còn thấy là đèn xe của C300 AMG thì được trang bị đèn Digital Light. Đây là cái đèn pha có thể nói là tiên tiến bậc nhất gia đình Mercedes hiện tại bây giờ và đang được trang bị trên những cái dòng xe Maybach của Mercedes-Benz ha. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde LED của chúng ta thì được trang bị cái đèn LED High Performance. Đây là một cái công nghệ đèn Full LED của Mercedes bạn, nó sẽ không có nhiều những cái tính năng giống như là cái chiếc xe C300, nhưng C200 Avantgarde LED này nó có một tính năng là tự động pha code ha, cho cái phiên bản V1 này. Thì thật sự các bạn, nếu mà chúng ta di chuyển chiếc xe của chúng ta trong những cái đoạn đường ở đô thị hoặc là những cái đoạn đường có ánh đèn đường các bạn, thì thực chất cái đèn pha Digital Light nó cũng không phát huy quá nhiều những cái tính năng ha. Chỉ cần cái đèn LED High Performance này thì có thể là đủ đáp ứng rồi. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở khu vực này của C300 AMG còn được trang bị một cái camera, đồng nghĩa với là C300 AMG của chúng ta thì được trang bị cái camera 360 độ ha, camera xung quanh xe luôn. Đó, và đặc biệt đối với cái chiếc xe C300 AMG này các bạn thì được trang bị cái camera 360 độ 3D các bạn nha, nó sẽ khác so với lại những cái dòng xe thế hệ trước của Mercedes-Benz. Thì với cái camera 360 độ này các bạn thì cho một cái khả năng quan sát các bạn nó sẽ trực diện hơn ha, nó sẽ giúp cho cái người lái chúng ta quan sát được rất là rõ và nhanh hơn so với lại camera thông thường. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái khu vực logo ở phía trước này các bạn của C200 Avantgarde LED thì đây là một cái logo ngôi sao ba cánh nổi lên, nhưng đối với là C300 AMG của chúng ta thì lại là giống như là một mặt kính phẳng luôn các bạn, bởi vì là bên trong cái logo này thì nó có cái radar ha, để giúp cho chiếc xe của chúng ta nó sử dụng những cái tính năng chẳng hạn như là Disconnect bạn, tính năng là bám đuôi. Thì đối với cái tính năng này thì trên chiếc xe C200 Avantgarde LED của chúng ta sẽ không có ha. À, ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, cái đầu xe của C300 AMG được thiết kế với phong cách AMG, cho nên các bạn thấy là lưới tản nhiệt của C300 AMG là những cái thiết kế là những ngôi sao ha, cũng như là cái phần cản dưới này các bạn được thiết kế rất là khí đồng học ha, với những cái hốc lòi và lõm giúp cho chiếc xe của chúng ta nhìn nó dữ dằn hơn các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu ha. Về phần mâm xe thì C300 AMG được trang bị một cái mâm xe của thiết kế AMG ha, các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo AMG nè, và cái mâm C300 AMG của chúng ta nhìn nó rất là lạ mắt các bạn ha. Đó, và các bạn sẽ thấy là cái khu vực này nó khá là to luôn, bởi vì là nhà sản xuất nói đây là một cái mâm khí đồng học. Đó, và cái bảng to này các bạn giúp cho cái việc không khí nó sẽ luồn vào trong cái hốc bánh xe nó sẽ ít hơn ha. Và kích thước lớp của C300 AMG là 225/45R18, là mâm của chúng ta là mâm 18 inch và lớp xe cũng là lớp Dunlop ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là C200 Avantgarde LED của chúng ta thì được trang bị một cái lớp với kích thước là 225/45R18 ha. Và hai cái chiếc xe này của chúng ta có cùng một cái kích thước mâm luôn các bạn, nhưng mà với cái kiểu thiết kế là khác nhau các bạn thấy không. Với C200 Avantgarde LED của chúng ta thì các bạn sẽ thấy mâm nó sẽ là nhiều nan ha, bên trong được sơn màu đen cũng như là bên ngoài để lộ cái ánh kim nhôm ha. Tiếp theo nữa thì các bạn cũng sẽ thấy là một cái điểm khác nữa là cái C300 AMG của chúng ta thì được trang bị một cái cụm phanh rất là to luôn các bạn, và có cái dòng chữ là Mercedes-Benz ha. Đó, một cái cụm phanh rất là thể thao các bạn nha, dành cho những cái chiếc xe thể nó là hiệu suất cao. Ok, cả C300 AMG và C200 Avantgarde LED của chúng ta đều được trang bị cái tính năng là Keyless Go, khóa cửa thông minh và không cần chìa khóa ha các bạn. Các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của hai cái chiếc xe này nó sẽ có là cái điểm mạ chrome ha. Đó, đồng nghĩa với việc là xe chúng ta ha sẽ được trang bị cái tính năng đó. Và kích thước của bánh sau của hai cái chiếc xe này nó cũng sẽ giống nhau luôn các bạn, đó là 245/40R18, có nghĩa là bánh sau nó sẽ rộng hơn bánh trước một chút xíu ha. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là cụm đèn xe của hai cái chiếc xe này nó sẽ giống nhau hoàn toàn các bạn ha.
y chang nhau, cũng không khác gì. Nhưng các bạn sẽ thấy là ở khu vực cản ở dưới nè các bạn, thì chúng ta sẽ thấy là C300MG cho được trang bị cái bộ body kit AMG ha, cho nên các bạn sẽ thấy ở khu vực này có một cái hốc ha, đó nhìn nó sẽ thể thao hơn ha. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì được thiết kế một cái cản sao nó sẽ phẳng hơn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy khu vực Oppo của hai cái chiếc xe này nó cũng sẽ khác nhau ha. Đối với C300 AMG thì được thiết kế nhìn nó, cái Oppo nó sẽ to hơn và nhìn nó khỏe khoắn hơn các bạn ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là khu vực này của C300 AMG thì với những cái cánh phớt tán gió nè các bạn, đó nhìn cái xe của chúng ta nó cũng khí động học hơn và nhìn nó cá tính hơn nữa đúng không. Cả C300 AMG hoặc là C200 Avantgarde của chúng ta thì đều có cùng chung một cái kích thước, cho nên đồng nghĩa với việc là xe của chúng ta có một cái cốp sau y chang nhau hoàn toàn, các bạn sẽ không khác gì ha. Ở bên trong cái cốp xe này thì các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ được trang bị một cái túi y tế nè, những cái sách hướng dẫn sử dụng đi theo xe nè, cũng như là có một cái bộ thảm ha. Đó, ngoài ra thì C300 AMG hoặc là C200 Avantgarde của chúng ta thì đều được trang bị cái tính năng là đa cớp ha, đa cớp và đều trang bị cái khay Let's Go luôn, cho nên là chúng ta sẽ có cái cốp điện ở đây. Hiện tại bây giờ Nhi đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe C300 AMG ha. Các bạn sẽ thấy cái khoang nội thất này nó rất là thể thao và rất là đẹp các bạn ha. Đó, các bạn thấy nè, đây là một cái tay lái của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là tay lái của chúng ta có rất là nhiều cái gấp khúc, và đây là tay lái đi khách các bạn ha, khu vực đáy bằng nè. Đó, và tay lái của chúng ta có rất là nhiều những cái nút bấm ha. Và với cái tay lái này chúng ta vừa lái xe mà chúng ta có thể điều khiển hầu như tất cả những cái tính năng của khu vực màn hình này cũng như là cái màn hình này luôn các bạn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy khu vực này của chiếc xe C300 AMG thì được trang bị một chất liệu da gọi là da Napa Look. Đó, thì đây là một cái da nhân tạo thôi các bạn, nhưng mà các bạn nhìn thấy rất là giống như da Napa, tạo một cái cảm giác rất là sang trọng ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn là thấy một sự khác nhau nữa giữa hai cái chiếc xe này là C300 AMG thì được trang bị bằng một cái ốp sợi kim loại ha. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì được ốp bằng gỗ ha, gỗ màu nâu. Nó nhìn có một cái vẻ gì đó rất là sang trọng ha và ấm áp hơn ở bên trong nội thất này. Đó, về phần nội thất thì chúng ta sẽ thấy là C300 AMG được trang bị một cái ghế màu nâu và đen phối với nhau ha. Nhìn nó rất là thể thao, nhìn nó rất là đẹp mắt ha các bạn ha. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nội thất nữa là full màu đen luôn ha, nếu các anh chị nào thích là đen hoàn toàn. Đó, ngoài ra thì C300 AMG của chúng ta còn được trang bị cái cửa sổ trời panoramic sunroof, cửa sổ trời toàn phần. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde lớn của chúng ta thì không được trang bị cái cửa sổ trời ha. Thực ra thì cửa sổ trời này nó cũng có một cái lợi điểm và cũng có một cái bất lợi các bạn ha. Lợi điểm thì chúng ta sẽ thấy là cái xe của chúng ta nhìn nó sang trọng ha, và nhìn nó rộng rãi và thoáng hơn khi mà chúng ta đi vào buổi chiều. Nhưng bên cạnh đó thì nó có thể là nóng hơn khi mà chúng ta đi vào ha, những cái thời tiết ngay giữa trưa ha các bạn. C200 Avantgarde LED của chúng ta thì không được cửa sổ trời, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta ha sẽ không có bị nhiều những ánh nắng đưa vào bên trong. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là C300 AMG cũng như là C200 Avantgarde LED của chúng ta đều được trang bị cái hệ thống âm thanh vợt Boommaster 3D 15 loa công suất là 710W, và với cái hệ thống âm thanh này cũng đang được trang bị trên những dòng xe S hoặc là những xe Maybach của Mercedes-Benz các bạn ha. Và với dòng xe Boommaster này các anh chị Duy nghĩ là phải đến ngay chiếc xe này ha, và để trải nghiệm thực tế cái âm thanh này thì chúng ta mới thấy được ha cái sự tinh tế cũng như là cái sự sắc nét của dàn loa Boommaster này ha. Đây là một cái dàn loa mà thực sự Duy rất là thích luôn các bạn. Và Duy nghĩ là các anh chị các bạn nào mua những cái chiếc xe Mercedes-Benz ha, mà có trang bị cái dàn loa Boommaster này ha, thì các anh chị cứ chọn các bạn ha. Bởi vì là ngoài những cái khả năng vận hành, ngoài những cái thiết kế bên ngoài, thì Duy nghĩ dàn loa chính là một cái yếu tố mà có rất là nhiều các anh chị khách hàng quan tâm ha. Ngoài những cái thiết kế, những cái tiện nghi các bạn, thì C300 AMG của chúng ta còn được trang bị một cái tính năng nữa là giữ khoảng cách Disunit. Đó, thì với cái tính năng này chúng ta có thể nhận biết ngay ở trên cái vô lăng của chúng ta là có hình hai cái chiếc xe có mũi tên nè các bạn. Đó, thì với cái tính năng này khi mà chúng ta di chuyển trên đường cao tốc á, thì chiếc xe của chúng ta sẽ giữ khoảng cách với cả chiếc xe phía trước ha, và chúng ta chỉ việc là chúng ta điều khiển tay lái thôi các bạn. Còn lại mọi thứ ha, chẳng hạn như là tăng tốc hoặc là giữ khoảng cách thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ làm việc ha. Đó, và tự động luôn. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì không được trang bị cái tính năng Disunit này. Ngoài cái tính năng Disunit này các bạn, thì C300 AMG của chúng ta còn được trang bị cái tính năng là đề phòng va chạm chủ động nè, hệ thống cảnh báo lệch làn đường chủ động cũng như hệ thống cảnh báo điểm mù. Thì chiếc C300 AMG này tổng cộng các bạn chúng ta có được trang bị một cái gói gọi là gói B20, thì những cái tính năng này nó sẽ phối hợp với nhau giúp cho cái người lái ha, giúp cho chúng ta sẽ điều khiển chiếc xe nó sẽ nhàn hơn cũng như là an toàn hơn. Thì bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì chỉ được
trang bị cả hệ thống đề phòng va chạm nè, hệ thống cảnh báo lệch làn đường nè, cũng như là hệ thống cảnh báo điểm mù thôi đó. Nhưng mà chúng ta sẽ không có cái gói B20 ha. Và một điểm nữa các bạn là C300 AMG của chúng ta còn được trang bị một cái tính năng gọi là Reset. Đây là một cái tính năng an toàn mà hầu như chỉ có trên những cái mẫu xe như là E-Class hoặc là S-Class từ trước tới giờ các bạn. Và ngoài ra thì chiếc xe C300 AMG V1 này lần đầu tiên mới được trang bị cái tính năng Reset này ha. Thì với tính năng Reset này, đây là một cái tính năng mà giúp cho chúng ta an toàn hơn khi có va chạm xảy ra các bạn, hoặc là một cái tính năng đề phòng trước khi va chạm xảy ra đó. Reset này thì các bạn sẽ hiểu đơn giản các bạn, khi mà chúng ta xe của chúng ta ha đang có thể là bị trượt trên đường ha, bị mất kiểm soát ha, thì cái dây beo này sẽ tự động kéo chúng ta ngồi vào đúng cái vị trí, cũng như là siết chặt của chúng ta vào cái ghế ngồi ha. Ngoài ra thì nếu trong trường hợp là cửa sổ trời của chúng ta đang mở, hoặc là những cái cửa kính này cũng đang mở, thì xe của chúng ta sẽ tự động ha đóng cửa lại hết, để khi những cái va chạm đó nó có thể xảy ra thì cái người ngồi bên trong xe này, người ngồi ở hai cái khu vực phía trước này các bạn, thì nó an toàn nhất có thể ha. Thì C200 Avantgarde của chúng ta cũng sẽ không có cái tính năng này. Ngoài ra một cái điểm mới nữa các bạn là trên chiếc xe C300 AMG hoặc là C200 Avantgarde của chúng ta còn được trang bị cái tính năng là Anti-Rising Air Control. Thì với tính năng này giúp cho chiếc xe của chúng ta có thể lọc được bụi mịn ha, PM2.5 luôn các bạn nha. Đó, và chúng ta có thể biết được cái chất lượng không khí ở bên ngoài cũng như là bên trong của chúng ta đang như thế nào thông qua cái màn hình này. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của là C200 Avantgarde ha. Các bạn sẽ thấy là không gian nội thất này có vẻ nó rất là ấm cúng các bạn ha, bởi vì là xe chúng ta được trang bị một cái gỗ ha màu nâu mờ ha. Đó, ngoài ra thì các bạn thấy là khu vực này rất là giống như C300, không có khác gì hết. Đó, chỉ có khác chúng ta là ta lái của C300 ha, thì là ta lái thể thao. Còn đối với là C200 Avantgarde thì các bạn sẽ thấy là ta lái vẫn là ta lái đa chức năng, nhưng mà ta lái của chúng ta là ta lái tiêu chuẩn ha. Đó. Khi ngồi ở vị trí khoang sau này thì chắc chắn một điều là C300 AMG cũng như là C200 Avantgarde này của chúng ta đều có một cái kích thước như nhau, đều có một cái sự rộng rãi như nhau, các bạn thấy không? Đó, và cả C300 AMG và C200 Avantgarde này thì chỉ được trang bị cái cửa gió để chúng ta điều khiển gió ở phía sau thôi các bạn, sẽ không có cái tính năng điều chỉnh nhiệt độ ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là C200 Avantgarde hoặc là C300 AMG đều được trang bị cái rèm kéo tay hai bên, cũng như là ở phía sau chúng ta sẽ có một cái rèm điện tự động các bạn ha. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có là cái bệ tựa tay. Đó, đây là những cái thiết kế gần như là tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn rồi. Và Di cũng đã giới thiệu những cái tính năng này trên cái khoang sau. Thực sự đối với khoang sau này thì Di sẽ giới thiệu cho các bạn cơ bản là như vậy thôi ha. Đó, và bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ giữa hai cái chiếc xe này, xem nó giống nhau và khác nhau như thế nào nha. C300 AMG của chúng ta thì được trang bị động cơ 2.0 lít kết hợp với một motor điện 48V, giúp cho chiếc xe của chúng ta ha sở hữu một cái công suất lên đến là 258 mã lực. Bên cạnh đó thì C200 Avantgarde của chúng ta thì được trang bị động cơ là 1.5 lít cũng kết hợp với một motor điện 48V ha, cho công suất là 204 mã lực. Hai chiếc xe này thì có một cái sự chênh lệch công suất nó cũng sẽ tương đối các bạn nha. Nhưng thật sự với cái chiếc xe 204 mã lực này thì thật sự như thấy là đã rất rất là mạnh ha. Và cả hai chiếc xe của chúng ta đều được trang bị một cái hộp số tự động 9 cấp ha, 9G tunic của Mercedes-Benz. Đó, và với hai cái chiếc xe này ha, các bạn thấy là chiếc xe nào phù hợp với mình hơn ha. Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem sự giống nhau và khác nhau giữa C300 AMG cũng như là C200 Avantgarde này. Các anh chị các bạn thấy là với cái mức giá là thêm 250 triệu đồng để chúng ta lấy C300 AMG hoặc tiết kiệm 250 triệu đồng để lấy C200 Avantgarde ha, thì các bạn thấy là cái chiếc xe nào phù hợp với mình hơn ha. Hiện tại thì hai cái mẫu xe này đang có sẵn tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng ha. Nếu các chị nào đang quan tâm tới hai mẫu xe này thì Di có thể mời anh chị đến ngay showroom bên Di để trải nghiệm thực tế hai mẫu xe này cũng như là lái thử ha. Để biết thêm chi tiết về hai cái mẫu xe này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.